đón xem tin tức từ kênh tin tức 24 giờ. Kênh tin tức 24 giờ luôn cập nhật những tin tức thời sự nóng hổi trong nước và quốc tế trong suốt 24 giờ qua. Quý vị đừng quên ấn like, chia sẻ kênh và để lại quan điểm riêng của mình ở phía bên dưới phần bình luận. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Không có vùng cấm, không có tội phạm hạ cánh an toàn. Có các loại dịch vụ công nhan nhản, dẹp được không? khởi tố, bắt tạm giam hơn 10 bị can, trong đó có nhiều người là cựu lãnh đạo tỉnh và sở ngành. Loạt cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai sộ khám. Không có vùng cấm, không có tội phạm hạ cánh an toàn. Kính thưa quý vị, liên tục xuất hiện những thông tin về việc cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam nhiều quan chức lãnh đạo, dù những người này đã nghỉ hưu, đây là những thông tin được người dân dư luận đồng tình ủng hộ. chuyện gì đến đã phải đến, người dân địa phương dự đoán trước các ngày quan lớn bị tra tay vào cổng, bởi vì những việc làm của họ không qua được mắt nhân dân. đã từng có ý kiến cho rằng những ông quan này quá to sẽ hạ cánh an toàn, nhưng thực tế đã chứng minh không có vùng cấm trong cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực. những tuyên bố của các vị lãnh đạo về cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực không nhân nhượng không có vùng cấm, đã được chứng minh bằng những bản án thuyết phục. Hôm qua, tại kết luận kỳ họp thứ 21 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhiều quan chức lãnh đạo cũng đã phải nhận nhiều quyết định kỷ luật do những sai phạm trong nhiệm kỳ của mình. Trong số đó, nhiều người tưởng trường đã an lành nhận sổ hưu. Hay gần đây, sau 3 ngày xét xử, ông Nguyễn Trí Hiến, cựu phó chủ tịch tỉnh Phú Yên, bị tuyên phạt 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí. Ông Tất Thành Cang, cựu phó bí thư thường trực thành phố Hồ Chí Minh, bị tuyên phạt thêm 6 năm tù. Tổng hợp với bản án 8 năm 6 tháng tù do sai phạm trong vụ bán rẻ 9 triệu cổ phiếu của công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn, Sadeco trước đó. Bị cáo Cang phải chấp hành hình phạt chung là 14 năm 6 tháng tù. Các trang báo nóng gian những vụ án liên quan đến tham nhũng, những vị cán bộ từng xuất hiện trên trang nhất các báo với tư cách là lãnh đạo đi chỉ đạo các hoạt động của địa phương thì nay xuất hiện với hình ảnh của bị can bị cáo đó là bài học nhãn tiền cho tất cả những người đang giữ chức vụ cao có quyền lực trong bộ máy nhà nước cuộc chiến chống tham nhũng chứng minh cho dù là bí thư hay chủ tịch tỉnh bộ trưởng hay ủy viên bộ chính trị không ai đứng trên và ngoài pháp luật bất cứ ai sai phạm cũng phải bị trừng phạt tất cả đều bình đẳng trước pháp luật Tại cuộc tiếp xúc cử tri ngày 15 tháng 10 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, những vụ trọng tâm trọng điểm đang làm, những vụ từ cách đây nhiều năm rất ghê gớm, chi phối, ảnh hưởng tiêu cực tới chế độ, uy tín của Đảng đều sẽ được đưa ra ánh sáng. Ai bao che, ai bỏ trốn rồi cũng sẽ bị xử lý. Tuyên bố này đang làm cho tội phạm tham nhũng run sợ, không trước thì sau cũng bị lôi ra ánh sáng, cho nên hãy tỏ ra khôn ngoan, tự thú trước pháp luật đem của cải tài sản tham nhũng đến nộp khắc phục hậu quả như thế mới có cơ hội được xem xét giảm nhẹ hình phạt. đừng tìm cách chạy vô ích. Có các loại dịch vụ công nhan nhản dẹp được không? Kính thưa quý vị, dường như chỉ cần đâu đó xảy ra ùn tắc trong giải quyết nhu cầu liên quan hồ sơ giấy tờ, ngay lập tức sẽ có những lời chào mời dịch vụ nhanh gọn, không tốn thời gian chờ đợi. Tất nhiên đi kèm luôn là giá tương ứng. Sự việc khởi tố vụ án nhận môi giới hối lộ làm căn cước công dân ở Gò Vấp, báo Tuổi Trẻ ngày 18 tháng 10 không phải cá biệt. Đã có nhiều trường hợp bị xử lý hình sự do trục lợi từ việc đặt vấn đề trung chi, đứng ra nhận liên hệ thực hiện các thủ tục cấp phát, kiểm duyệt hồ sơ khi người dân ngại chờ đợi. Chuyện thừa nước đục thả câu, kiếm tiền bất chấp khó khăn thiếu thốn của cộng đồng cũng từng xảy ra nhiều nơi. Phóng viên tuổi trẻ cũng phanh phui đường dây tiêm vaccine dịch vụ tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Người muốn tiêm sớm phải chi tiền triệu. Một số tỉnh thành khác cũng có sự việc tương tự. Những người đứng ra môi giới nắm bắt rất nhanh chuyện quá tải trong khâu tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Họ chủ động ra giá, đổi lại những người đang cần thực hiện gấp nhưng không có nhiều thời gian hoặc không dành thủ tục được việc nhanh như ý muốn. Tâm lý ngại lui tới hoặc đi sau nhưng muốn xong việc trước của không ít người vô tình tạo cơ hội cho cò ăn nên làm ra có cầu ắt có cung cứ như vậy mà vấn nạn trung gian dẫn dắt tại trốn công sở vẫn chưa dứt được cò không thể thiếu mối liên kết với tay trong có những kẽ hở bị lợi dụng và có cả những cá nhân thông đồng móc nối nhau để cùng chia trác tiền dịch vụ ai chịu chi thì nhanh việc chuyện rất bất bình thường này tồn tại quá lâu rồi và hậu quả là rất nhiều vụ việc hồ sơ thủ tục nhưng không chi thêm đã phải chờ dòng dã nhiều ngày tháng chưa xong, trong khi có môi giới chỉ cần vài ngày. Cái sai đang lấn lướt cái đúng. Cũng từ đây còn hình thành nên sự thiếu công bằng, hàng trăm người phải vất vả sắp xếp công việc, tự mình đến bốc số thứ tự và nhẫn nại chờ cả buổi mới đến lượt. Nghịch lý trên vẫn tồn tại thì cò luôn còn đất kiếm ăn. Dẹp triệt để nạn cò mồi môi giới có quá khó không? Bên cạnh phẩm chất đạo đức và phương châm phục vụ vô tư, công bằng của mỗi công chức, cần bổ sung nhân sự ở nơi quá tải cũng như nâng cấp trang thiết bị phương tiện, cơ sở vật chất. Nơi nào có sự quá tải ùn ứ, phải có phương án giải tỏa sớm nhất, khoa học nhất. Từ thực tế cải cách hành chính, nhiều địa chỉ đã đăng ký nộp hồ sơ với dịch vụ hành chính công, khâu tiếp nhận khoa học, minh bạch đã mang lại sự hài lòng cho người dân. Và quan trọng nhất là biết cửa, giảm thiểu tiêu cực liên quan đến cỏ thủ tục. Hành khách mỗi khi thực hiện các thủ tục về giải quyết hành chính cũng cần kiên quyết không thỏa hiệp với cái sai. Đây chính là biện pháp hữu hiệu giúp quét sạch cò. Khởi tố, bắt tạm giam hơn 10 bị can, trong đó có nhiều người là cựu lãnh đạo tỉnh và sở ngành. Loạt cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai sộ khám. Kính thưa quý vị, quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, cơ quan điều tra Bộ Công an đã lần lượt khởi tố, bắt tạm giam hơn 10 bị can trong đó có nhiều người là cựu lãnh đạo tỉnh và sở ngành của tỉnh này. Dự án bệnh viện này đã có tổng mức đầu tư 1.904 tỷ đồng và sai phạm xảy ra trong quá trình lập hồ sơ điều chỉnh dự án, hồ sơ đấu thầu 12 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế thuộc dự án. Quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và một số đơn vị liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Bắt tạm giam ông Trần Đình Thành, cựu bí thư tỉnh ủy Đồng Nai và ông Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Trước đó, ông Phan Huy Anh Vũ, nguyên giám đốc bệnh viện đa khoa Đồng Nai, thời điểm khởi tố là giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, bị khởi tố bắt giam về tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bà Bồ Ngọc Thu, cựu giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cũng bị khởi tố tạm giam để điều tra về tội, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cơ quan điều tra, dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh đầu tư tại quyết định số 1872 ngày 21 tháng 7 năm 2010, với tổng mức đầu tư 1.904 tỷ đồng, giao Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai làm chủ đầu tư. Trong quá trình lập hồ sơ điều chỉnh dự án, Hồ sơ đấu thầu 12 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế thuộc dự án trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015. Các cán bộ thuộc chủ đầu tư Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, đơn vị tư vấn lập dự án, lập hồ sơ mời thầu, chấm thầu. Đơn vị thẩm định giá đã thông đồng nâng khống giá trị trang thiết bị trong điều chỉnh tổng mức đầu tư và giá gói thầu, thông thầu, gian lận trong đấu thầu. Vi phạm nghiêm trọng luật đấu thầu, để công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC trúng thầu 12 gói thầu với tổng giá trị 476,87 tỷ đồng, gây thiệt hại tài sản nhà nước bước đầu xác định là 152 tỷ đồng. Bệnh viện đa khoa Đồng Nai khởi công xây dựng năm 2008 với hai giai đoạn. Giai đoạn 1 có 15 tầng, 41 khoa với quy mô 700 giường bệnh, khu A, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Tháng 12 năm 2012, bệnh viện khởi công xây dựng giai đoạn 2 với quy mô 19 tầng, 700 giường bệnh, khu B, khu dịch vụ. Ngày 25 tháng 4 năm 2015, bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được khánh thành và đi vào hoạt động theo hình thức bệnh viện công tư, với hình thức khu A là bệnh viện công, khu B là khu dịch vụ công tư kết hợp theo mô hình xã hội hóa với sự tham gia của hai cổ đông khác. Bệnh viện Đồng Nai góp vốn bằng cơ sở vật chất, hạ tầng 40%, còn lại hai cổ đông khác góp vốn bằng tiền mặt tương đương 60% giá trị dự án. Trong thời gian hoạt động theo mô hình công tư đã có những vấn đề đặt ra, đó là sự bất hợp lý khi khu vực dịch vụ lại sử dụng máy móc thiết bị và nhân lực của bệnh viện công. Tháng 4 năm 2021, khu B bệnh viện đa khoa Đồng Nai tách thành bệnh viện đa khoa Đồng Nai 2, trong đó Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai giữ một phần vốn nhà nước. Ông Trần Đình Thành, 67 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đại biểu Quốc hội khóa 11, bí thư tỉnh ủy Đồng Nai hơn 2 nhiệm kỳ, từ năm 2004 đến năm 2015. Trước khi giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy, ông Trần Đình Thành từng giữ các chức vụ trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, phó bí thư tỉnh ủy Đồng Nai. Ông Đinh Quốc Thái, 63 tuổi, quê tỉnh Bến Tre, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai hai nhiệm kỳ từ tháng 6 năm 2011 đến năm 2019. Trước đó, ông Thái từng giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Công nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.